Gần đây, Trào Lưu dựng điện thoại ở cửa sổ máy bay để ghi lại toàn bộ không gian bên ngoài trong suốt hành trình bay, được nhiều người hưởng ứng, đặc biệt là các bạn trẻ. Tuy nhiên, hành động này vô cùng nguy hiểm. Ông Đinh Việt Sơn, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, hành động đặt điện thoại ở cửa sổ máy bay và kéo tấm che xuống giữ điện thoại không rơi rất nguy hiểm, đe dọa an toàn của chuyến bay do điện thoại có thể cháy nổ. Việc quay phim trên chuyến bay, đặc biệt là quay liên tục nhiều tiếng, điện thoại nóng kết hợp với tác động của ánh sáng mặt trời trong thời gian dài sẽ gây nguy cơ cháy nổ. Trước mắt, ông Đinh Việt Sơn cho hay hãng hàng không cần nhắc nhở hành khách không thực hiện các hành động kiểu này vì sự an toàn tuyệt đối của chuyến bay. Việc kéo cao tấm che cửa sổ trong quá trình cất và hạ cánh máy bay có những tác dụng nhất định trong từng thời điểm ban ngày hay ban đêm. Vào ban ngày, mở cửa sổ và đèn sáng tối đa trong cabin sẽ giúp mắt người quen với ánh sáng tốt hơn. Do đó, nếu có gì bất thường và hành khách cần được sơ tán, thì độ tương phản ánh sáng không thay đổi đột ngột, gây ảnh hưởng thị lực của hành khách. Vào ban đêm, tấm màn cửa sổ được mở, giúp cho nhân viên cứu hộ dưới mặt đất dễ dàng quan sát những gì xảy ra bên trong, giúp phi hành đoàn quyết định ngay bên nào của máy bay là an toàn nhất để sử dụng cửa thoát hiểm.